Vũ Thành An, anh là một kiếm thủ vô cùng điển trai, đa tài, được người hâm mộ ưu ái dành tặng biệt danh Vua Kiếm Chém hay Hot Boy Đấu Kiếm, và được xem là bộ mặt của đoàn Việt Nam trong những sự kiện lớn diễn ra gần đây. Năm 15 tuổi, Vũ Thành An đã quyết tâm theo nghiệp đấu kiếm và không ngừng kiên trì tập luyện. Đến thời điểm hiện tại, Vũ Thành An đã đạt được 7 huy chương vàng sau nhiều cố gắng nỗ lực ở bộ môn kiếm chém. Song song với thành công trong sự nghiệp, Vũ Thành An cũng có một đời sống tình cảm vô cùng hạnh phúc. Đầu tháng 6 năm 2019 vừa qua, Thành An đã tổ chức hôn lễ với nữ xạ thủ Nguyễn Tú Anh.